Chào cả nhà, hôm nay shop về một sản phẩm cực kỳ gọi là nữ tính cho phái đẹp, đó là chiếc Asus K43e, màu cực kỳ đặc biệt, đó là màu hồng. Các bạn nhìn đây, phái nữ thì chắc là theo như mình là phái nữ thì rất là thích cái máy màu như thế này. Đây là các cổng kết nối của máy. Máy tích hợp đầy đủ các cổng đời mới như là HDMI và 3.0 đều có. Và đây là hai cổng 2.0 ở đầu đọc đĩa. Đây là hai cổng loa. Đầu đọc thẻ đây. Máy sử dụng màn hình 14,0 inch như các bạn nhìn thấy đây. Không quá to mà cũng không quá nhỏ. Dòng cỡ màn hình phổ thông trên thị trường hiện nay. Tôi sẽ kiểm tra qua cấu hình của máy. Như các bạn nhìn thấy đây, máy sử dụng Core i3-2330M 2.2, RAM 2GB. Tôi sẽ kiểm tra card đồ họa của máy. Như các bạn nhìn thấy đây, máy sử dụng HD GrandFix 3000 784MB. Độ phân giải màn hình là 1366x768. Đây, 1366x768. Máy sử dụng ổ cứng 500GB. Đối với các bạn nữ thì dung lượng 500GB thì theo mình nghĩ thì cũng là khá khá, có thể chứa rất nhiều tài liệu và phim. Với giá bán cực kỳ tốt, 7,3 triệu đồng. Máy được bảo hành 3 tháng. Máy được làm bằng vỏ nhôm nên tạo cảm giác rất là mát. Các bạn nhìn thấy nó mát và sang. Đây là các công nghệ của máy này. Cấu hình cơ bản căn bản vẫn còn nguyên gì. Máy gần như mới 100%. Các bạn có thể qua địa chỉ 300 Thái Hà để xem hàng. Okay.